nhân danh cha và con và thanh thần amen ông bánh chèm thân mến thiên chúa mời gọi mỗi người chúng ta cùng lắng nghe lời của ngài chúng ta lắng nghe ngài và sẽ được ngài mời gọi thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta từng bước trong cuộc sống nếu chúng ta thực tâm tìm kiếm ngài giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời chúa Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp, họ đến gặp ông Phi-líp-phê quê ở Bethsaida, xứ Galilea và xin, xin, ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp ông Giêsu." Ông Phi-líp-phê đi nói với ông Andre, rồi cả hai ông Andre và Phi-líp-phê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: đã đến giờ con người được tôn vinh quả thật quả thật thầy nói với các con nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình nhưng nếu nó chết đi thì nó sinh nhiều bông hạt ai yêu sự sống mình thì sẽ mất và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời Ai phụng sự ta hãy theo ta Và ta ở đâu thì người phụng sự ta cũng sẽ ở đó Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh người ấy Bây giờ tâm hồn thầy sao xuyến và biết nói gì Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này Lạy cha xin hãy tôn vinh danh cha Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã tôn vinh danh ta và ta còn tôn vinh danh ta nữa." Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Những người khác nói một thiên thần nói với ông ấy. Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị đuổi ra ngoài." Phần ta khi nào ta được dương cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Kính thưa quý ông bà chị em, cộng đoàn rất thân mến. Trong đền thờ hôm nay với những nghi lễ với nhiều người với những sắc tộc khác nhau Thế nhưng điều quan trọng là những người Hy Lạp đã đến và thưa Ngài, chúng tôi muốn gặp ông giê -xu. Tìm gặp Chúa giê -xu, đó là một nỗi thao thức, một nỗi mong chờ mà hôm nay trong đền thờ Jerusalem mặc dù họ đến với những nghi lễ tôn giáo khác nhau, với những sắc tộc khác nhau nhưng cũng đều quy về đức Giêsu. Với Chúa Giêsu, những người ngoại này, những người Hy Lạp này đến tìm gặp Ngài, tưởng trường theo cái nhìn của con người và chính Ngài cũng nói à, là một vinh danh. Thế nhưng thưa ông bà anh chị em, vinh danh mà Chúa Giêsu nói hôm nay đó là vinh danh theo cái nhìn của ngài chứ không phải vinh danh theo cái nhìn của con người đã đến giờ con người được tôn vinh quả thật ta bảo thật nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thối đi không nát đi thì chỉ trơ trọi một mình và khi nào nó chấp nhận thối đi nát đi thì nó sẽ sinh ra những bông hạt Vinh danh của người chấp nhận hy sinh, chấp nhận biến đổi mình. Vinh danh của người phải chấp nhận chết đi. Vinh danh bà với cái nhìn của con người không dễ dàng gì chấp nhận. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay qua cuộc gặp gỡ, qua cái sự thao thức của những người khác, Ngài muốn giới thiệu cho tất cả những người hiện diện nhìn ra bức chân dung, nhìn ra khuôn mặt và sứ mệnh của Ngài. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chấp nhận ghét mạng sống mình thì mới được sự sống đời đời. Ai chấp nhận hủy mình đi thì cha ta sẽ tôn vinh người đó. Chúa Giêsu đã giới thiệu cho tất cả những người hiện diện ở đó thấy sứ mạng của ngài và đặc biệt cuộc khổ nạn gần kề nơi mà chính ngài đã chấp nhận chết đi chấp nhận hủy mình ra không để rồi chịu đóng đanh treo trên thập giá với biết bao nhiêu những nỗi nhục nhã thảm sầu để ơn cứu độ được kiện ông bà anh chị em rất thân mến. Chúng tôi muốn tìm Đức Giêsu, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Đó cũng là điều mà hôm nay đây mỗi người chúng ta cần phải nhắc lại trong cuộc sống. Ơn gọi sứ mạng mà thiên chúa trao cho mỗi người chúng ta trước hết là đi tìm kiếm và gặp gỡ được ngài tìm kiếm ngài ở đâu gặp gỡ ngài ở đâu đó là điều mà mỗi người chúng ta hôm nay cần phải trăn trở mỗi người chúng ta cần phải nhắc lại Chúng ta trăn trở khi cuộc sống của chúng ta đang bị cuốn theo cái guồng quay của xã hội. Với biết bao nhiêu những thử thách, biết bao nhiêu những cám dỗ. Khi chúng ta định hướng cho mình tìm gặp Chúa Giêsu, chắc chắn rằng cám dỗ sẽ sang một bên, sẽ biến tan. Biết bao nhiêu những thử thách sẽ vượt qua để rồi chúng ta đặt trọng tâm của mình vào việc tìm Chúa Giêsu. Khi mà ngay trong gia đình của mỗi người chúng ta cũng đang bị cuốn theo, đang bị lao vào trong cái guồng quay của xã hội nơi mà người ta đặt tiền tài vật chất, danh vọng trần thế lên trên tất cả. Dường như chúng ta dễ dàng đánh mất đi định hướng cho cuộc đời của mình, đánh mất đi định hướng cho tương lai của mình thì chúng ta lại phải tiếp tục lặp lại muốn gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang ở đâu trong cuộc sống của mình thưa ông bà anh chị em? Trước những thách đố, trước những cám dỗ, Chúa Giêsu đang hiện diện như thế nào? nếu mỗi người chúng ta luôn lặp lại cho chính cuộc sống của mình, cho chính bản thân mình và định hướng cho chính gia đình mình tìm gặp gỡ Chúa Giêsu thì chắc chắn rằng mọi sự sẽ vượt qua. Khó khăn sẽ không còn, cám dỗ sẽ không bén bảng bởi vì giữa chúng ta Chúa Giêsu đang hiện diện thế nhưng chúng ta cũng cần phải ý thức cho mình rằng một chúa Giêsu như là thánh Phaolô nói một chúa Giêsu bị đóng đinh và treo trên thập giá một chúa Giêsu mà mình mẩy đầy những thương tích thế nhưng thương tích đó đóng đinh đó thập giá đó là kiện toàn và làm tròn ơn gọi của chúng ta là cùng cộng tác với chúa Giêsu trong sự màng đem ơn cứu độ đến cho tha nhân. Và đó mới là một cái ý nghĩa đích thực mà hôm nay khi những người khác đến tìm Chúa thì Chúa cho họ biết được rằng hạt lúa mì rơi xuống đất phải chấp nhận thối đi, phải chấp nhận mục nát đi để rồi sinh một cây và từ cây đó mới sinh hoa kết quả. Chúa Giêsu cũng giới thiệu cho biết rằng cái sứ mạng của Ngài là phải chấp nhận chết đi. Ai yêu mạng sống của mình thì sẽ mất Lời mời gọi của tin mừng hôm nay giúp cho chúng ta thêm phần xác tín vào tình yêu thương thiền Chúa quan phòng và đã trải dài trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống từng ngày của mỗi người, mỗi gia đình nếu chúng ta thực tâm tìm Chúa, tìm gặp và chúng ta không phải xác định được sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống Không phải tìm vinh danh ở đời này Không phải tìm vinh quang mà như chúng ta tưởng nghĩ Nhưng vinh quang mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta Đó là vinh quang của thập giá Cái chết của thập giá Cái đau thương của thập giá Cái sự nhục nhã của thập giá Mời gọi chúng ta gắn bó với Đức Kitô Như Ngài đã từng làm ta không thể tìm một chúa Giêsu theo ý mình để rồi tìm được bình an thương bà anh chị như là một đức Giêsu như là thánh Phaolô còn nói với chúng ta người do thó thái đòi hỏi xấu lạ người hy lạp tìm sự khôn ngoan nhưng chúng tôi lại rao giảng một đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá cộng đoàn rất thân mến đứng trước một thực tại như vậy chúng ta cần nhìn lại trong cuộc sống khi Chúa Giêsu mà mỗi người chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu mà mỗi người chúng ta thao thức khát mong đó là Giêsu nào là một Giêsu với vinh quang thập giá hay là một Giêsu với vinh quang ở trên núi biến hình nơi mà chính sách gương phúc cũng nói với chúng ta rằng có rất nhiều người muốn theo Chúa Giêsu lên núi biến hình hơn là lên đỉnh can vê. Nhìn Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta bước lên đỉnh Canvê để hoàn tất chương trình cứu độ của Ngài. chúa gì bài tin mừng hôm nay luôn là một lời mời gọi, luôn là một lời giới thiệu để chúng ta nhìn lại cái mối tương quan giữa chúng ta với Chúa trong cuộc đời của mình. Và chúng ta cũng thực lòng tự hỏi lại, chúng ta đang tìm kiếm gì trong đời sống Chúng ta có thực lòng chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu hay không? Và đó là một Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chết trên cây thập giá, nhưng cũng là Chúa Giêsu đã vượt qua cái chết để phục sinh đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Xin mẹ Maria, xin thánh Giuse luôn giúp cho tất cả chúng ta ý thức được những gì mà Chúa đang mời gọi. Nhờ đó, đời sống của chúng ta luôn bình an, đời sống của chúng ta luôn vui tươi, dẫu khi chúng ta phải đối diện với những cảm dỗ, đối diện với những thử thách, chúng ta vẫn bình an vì có Chúa đang chờ đợi. Amen.